Xin được kính chào quý anh chị em thân mến, thưa quý anh chị em. Ở đời thì vẫn dặn dạy rằng bậc làm con thì phải biết là hiếu đạo. Nhưng vẫn có kẻ đã ngó lơ những cái điều đó để mà trở thành những kẻ táng tận lương tâm, giết cha, chém mẹ, lừa gạt anh em để chiếm đoạt nhà cửa, tài sản, vân vân. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Mạnh Ninh với dị chuyện mang ý nghĩa ở trên và hy vọng rằng sau khi nghe dị chuyện này quý anh chị em sẽ có cho mình những cái chân lý sống tích cực hơn để đền đáp lại sự hiếu đạo mà cha mẹ vẫn đau đáu và kỳ vọng ở chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Cái cò, cái vạc, cái nông, ba con cùng béo, vặt lông con nào? Vặt lông con cóc cho tao. Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Tiếng dao lạnh lót của bà Lâm vang vọng khắp con phố nhỏ vào một buổi trưa hè đã thành thói quen như lẽ sống thường nhật. Người đàn bà đã ngoài 40 tuổi, với nước da sạm đi vì dầm mưa dãi nắng, đang đạp cong lưng chiếc xe đạp ngược chiều gió. Trang thiết bị hành nghề của bà Lâm chỉ lèo tèo vài ba thứ không có đáng giá. Kể ra thì gồm có một chiếc xe đạp cà tàng với hai chiếc sọt sắt cỡ lớn, một chiếc cân móc nhỏ, vài ba chiếc bao đựng phế liệu và một cọc tiền lẻ được gói rúm rụm trong cái mớ dây chun. Ngày ngày, từ sáng sớm đến nhá nhem, bà Lâm len lỏi vào từng con ngõ hẻm để thu mua đủ thứ thượng vàng hạ cám như sách cũ, bìa các tông, đồng nhôm, sắt vụn, lông ngan lông vịt. Những thứ tưởng chừng như vô dụng nhưng vẫn có thể tái sử dụng, tái chế. Có khi người dân trong phố cổ còn bắt gặp bà Lâm dùng bàn tay trần bới những thứ có thể tái chế được trong những cái thùng rác ven đường. Cái gọi là đồ bỏ đi của người khác thì đó chính là cái bữa cơm có thịt hay có đồng tiền chi tiêu hàng ngày của bà cùng ba đứa con và người chồng nát rượu. Người ta đã quá quen thuộc với thanh âm đó, kể cả giữa trưa hè oi ả hay mùa đông miền Bắc rét cắt da cắt thịt. Nhiều khi không thấy tiếng của bà, lũ trẻ con vẫn còn gặng hỏi người lớn. Không phải vì chúng nhớ nhung gì, mà chỉ là khi tiếng dao ấy cất lên là ngay lập tức bà Lâm sẽ xuất hiện và đổi cho chúng những thanh kẹo ngon lành mà lấy mớ giấy vụn hoặc đôi khi chỉ là đôi dép sờn cũ. Người lớn thì kể với nhau rằng bà Lâm quê mãi ở vùng Quảng Ninh, đầu sóng ngọn gió. Bà lấy chồng và sống ở một căn nhà ven ngoại thành Hà Nội và lấy nghề đồng nát làm kế sinh nhai. Người thơm thảo thì cho bà bọc giấy, chai nhựa, mớ đồng. Kẻ ác nhân thì gièm pha từng đồng, từng cắc. Chiều ngày hôm ấy, như thường lệ, bà Lâm đạp xe đạp Thống Nhất mang theo chiếc cân nhỏ, hai cái sọt sắt và mấy cái bao tải đi thu mua dọc phố cổ Hà Nội. Tiết trời tháng 5 về chiều mà vẫn cứ nóng như đổ lửa. Bà già kia, bà có mua giấy vụn hay không? Bà Lâm đang lúi húi bới rác nhặt thêm ít chai lọ thì nghe tiếng gọi của kẻ kia thì bà đã lật đật đẩy cái vành nón mê lên quá tầm mắt. Đập vào mắt của bà là một gã thanh niên chạc tuổi người em họ của bà ở quê. Gã thanh niên ăn mặc khá sang trọng và có vẻ là giàu có lắm. Bà Lâm quay người đứng lên giọng khẩn khoản. Dạ có mua ạ, cậu bán hả cậu? Người thanh niên khẽ trau mày, che mũi rồi đáp. Được rồi, bà già đi theo tôi đi. Bà Lâm gật đầu. Dạ vâng ạ. Gã dẫn bà Lâm đến căn nhà khang trang cách chỗ bà đang bới rác chỉ tầm mười mấy mét. Hay, đứng ở ngoài đợi đi, cấm có vào trong nhà đấy nhá. Người bà dơ giấy như thế kia, có mà bẩn hết thềm nhà tôi. Người thanh niên nói rồi quay vào trong nhà. Lát sau, gã lôi ra một bọc bìa các tông rất lớn, đã buộc cẩn thận. Phủi tay mấy cái, gã chống nạnh rồi nói. Đây này, các tông bao nhiêu tiền một ký vậy hả bà già? Bà Lâm thật thà đáp. 4.000 một ký cậu ạ. Trước giờ vẫn giá đó mà. Gã chống nạnh. Cái gì mà rẻ thế hả bà già? 6.000, có mua hay không vậy? Bà Lâm lắp bắp. Không được đâu cậu ơi. Tôi mua 4.000, tôi bán được có 5.000 thôi cậu ạ. Tính ra một ký, cậu cho tôi có 1.000 mà thôi. Gã thanh niên trao mày gắt. Thôi, khỏi bán đi. Mua gì rẻ thế hả bà già?
Gã nói rồi cúi người kéo bọc bìa kia vào nhà. Bà Lâm gấp gáp. Cậu gì ơi? Cậu bán cho tôi bốn ngàn rưỡi cậu nhé. Tôi lời có 500 thôi à? Gã nhìn bà Lâm rồi hừ một tiếng. Giời ơi, cái kỳ kèo. Thôi mua nhanh nhanh lên nào. Đúng là dân cùng đinh mặt hạn rồi. Đã quá quen với những lời nói nhiếc móc bên bà Lâm, cũng chẳng có để ở trong lòng. Bà lật đật quay người trở ra xe, lúi húi lấy cân. Về phần gã thanh niên kia, gã nhanh tay nhét vào giữa đống bìa mấy hòn gạch đá hoa, rồi đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Cân cho chính xác vào đấy nhé bà già, thiếu đồng nào tôi bảo bà đấy. Dạ vâng, vâng ạ. Bà Lâm nhìn cân, rồi rút cọc tiền lẻ ra trả cho gã. Xong rồi, còn đứng đợi cái gì nữa hả bà già? Bà Lâm lắp bắp. Đợi trả lại tiền ạ. Gã xua tay. Giời ơi, ai còn xài 200 nữa mà trả. Thôi, đi nhanh nhanh đi bà già, đứng đây hôi thối hết cả nhà của tôi bây giờ chứ. Bà Lâm cúi đầu, rồi dắt chiếc xe ra ngoài mà lầm lũi đạp đi. Chỉ sau đó mấy phút, bà há hốc mồm sừng sốt khi dừng xe quay đầu con hẻm định buộc lại mớ bìa cắt tông mới mua. Thần trí thất thần khi thấy giữa mớ cắt tông đó là mấy viên gạch đá hoa nặng trịch. Chưa hết, lẫn trong đám giấy vụn bó chung trong đó, bà thấy có một sấp tiền được cột dây thun ngay ngắn và còn nguyên nếp. Bà già, bà còn quay lại đây làm gì nữa? Làm gì con giấy vụn nó bán? Hay lại tiếc 200 đồng nên quay lại đòi tôi đấy hả? Hả? Bà Lâm giơ cọc tiền ra trước mặt rồi nói. Cậu ơi, tôi tìm thấy cái bọc tiền này ở trong đống bìa của cậu mà ban nãy cậu bán cho tôi ạ. Gã hốt hoảng đánh rơi ly nước đang cầm trên tay, giật lấy số tiền rồi đếm. 30.400.000, cậu đếm đi ạ, không có thiếu một đồng nào đâu cậu ơi. Gã há hốc mồm, cúi đầu xuống rồi nhanh tay rút ra một tờ tiền nói. Đây, cô cầm lấy 500, coi như là cháu cảm ơn cô. Bà Lâm đẩy cao vành nón lá rồi nói. Nếu tôi lấy thì tôi đã không quay lại rồi. Còn đây là mấy viên gạch cậu nhét vào đống giấy vụn bán cho tôi. Tôi cũng xin gửi lại. Tôi nghèo thì nghèo thực, nhưng tôi sống không có hèn cậu ạ. Thôi, tôi chào cậu. Bà Lâm nói rồi dúi vào tay gã mấy viên gạch nặng chĩu tay, rồi lầm lũi đạp xe ra ngoài lộ, bỏ lại gã đứng chết chân, vẫn cúi đầu với cốc nước vỡ tan tành dưới mặt sàn đất. 3 tháng trước. Nào, ăn. Ăn đi mấy đứa. Bà Lâm nén tiếng thở dài trực trào ra cổ họng, rồi nhanh tay xóa vết thâm bầm trên mặt, rồi gắp mấy miếng đậu hũ cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Ăn đi, nhanh lên không lão về là chết đòn hết cả lượt đấy. 3 đứa trẻ gắp lấy gắp để. Bà Lâm nhìn 3 đứa con rồi trực trào những giọt nước mắt. Những trận đòn roi của lão Khu, chồng bà, làm cho bà đau một thì nỗi thương thân, trách phận, nỗi lo lắng cho tương lai của 3 đứa con vẫn còn nhỏ dại, làm cho bà đau đớn gấp 100.000 lần. Bà Lâm ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp xụp, rồi bần thần nhớ lại những thứ mà đã xảy ra sau tròn 20 năm về làm vợ của lão Khu. Hơn 20 năm trước, bà Lâm vốn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học có tiếng của đất Hà Thành, lại xinh đẹp như hoa, như ngọc, cho nên nhiều chàng trai con nhà quyền thế đều muốn đưa đón bà. Mỗi khi bà đến giảng đường hay bất cứ nơi nào bà muốn. Nhưng bà Lâm thì lại chẳng mấy mặn mà với đám công tử chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà ăn không ngồi rồi như thế. Số phận đưa đẩy cho hoa khôi của trường về dạy học ở một ngôi trường tận mảnh đất Hà Nam đầy nắng gió, rồi lại phải lòng một anh chàng rất đỗi bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc mà lại làm nghề sửa xe đạp ở cái phố huyện đó. Mà kể ra chuyện bà quen lão cũng kỳ lạ và lãng mạn lắm nhé. Hôm đó, bà đi dạy học ở cái trường huyện về thì gặp trời mưa to. Rủi như thế nào thì xe đạp lại tuột xích. Đang loay hoay không biết xử lý như thế nào vì cơn mưa mỗi lúc một lớn đã làm cho bầu trời tối sầm lại, kéo theo tiếng sấm sét ầm ầm dọc ngang trời.
Mà chiếc xe mini của bà thì việc lắp lại xích rất khó khăn. Đúng lúc đó thì một chàng trai đã xuất hiện. Xe cô bị hỏng à? Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, làm cho Lâm bất giác giật mình, rồi nhanh chóng đứng dậy trả lời. Vâng, xe bị tụt xích anh ạ. Em loay hoay mãi mà vẫn không có lắp được. Chàng trai cười dịu dàng rồi nói. Cô để tôi giúp xem sao. Cô che đỡ cho tôi khỏi ướt nhé. Nói rồi chàng trai kia đưa cho Lâm cây dù trên tay của mình, rồi cắm cúi sửa lại chiếc xe. Rồi, xong rồi đó. Cô nhanh về không tối, trời càng lúc càng mưa to đấy. Lâm gật đầu trả lời. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Không có gì. Sau này nếu xe cô bị hỏng cứ ghé qua tôi. Tôi có tiệm sửa xe đạp ngay đầu con dốc này thôi mà. Thôi, chào cô tôi về nhé. Lâm gật đầu, nhìn hình bóng của người đàn ông chạy vội dưới cái làn mưa, mà quên bén đi cái việc chưa trả anh ta chiếc dù đang cầm khư khư ở trong tay. Trưa ngày hôm sau, nhân lúc đi dạy về, theo như lời của người thanh niên, Lâm có ghé đến đoạn đầu con dốc và quả nhiên tìm được tiệm sửa xe đó. Sau khi trả lại cây dù và nói chuyện dăm ba câu thì Lâm biết được người đàn ông đó tên là Khu. Khu cũng chạc tuổi của Lâm, lại mồ côi cha mẹ từ tấm bé. Khu lớn lên ở cô nhi viện và sau này làm thuê trăm công nghìn việc và cuối cùng học được nghề sửa xe. Dần dà qua lại như thế nào mà Lâm và Khu lại có tình cảm với nhau? Khu khác hoàn toàn với những đám người trước đây theo đuổi Lâm, lại bị cuộc đời phong trần của hắn lôi cuốn. Những lần Khu chờ đợi chỉ để dúi cho Lâm nắm xôi hay những món quà đơn giản tự tay gã làm. Rồi những lần gã kể những dự định tương lai càng làm cho Lâm thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng lại có chí tiến thủ này. Lâm còn nhớ rõ cái lần hai đứa đi ăn tiệm. Lâm ngạc nhiên lắm khi thấy gã gọi ra mấy món toàn là cá. Cô mới thắc mắc hỏi. Ủa, anh thích ăn cá hả? Gã mỉm cười rồi nhẹ nhàng gắp một miếng mắt cá cho cô. Rồi dịu dàng gã nói. Lúc anh còn ở trại mồ côi, các sơ thương anh lắm. Mỗi lần có món cá lại ưu tiên gắp cho anh đấy. Và bây giờ anh muốn dành sự yêu thương đó đến cho em. Em đồng ý nhé. Trái tim của cô giáo viên mới ra trường đã trao cho hắn trọn vẹn từ giây phút đó. Lâm nhớ như in cái lần cô đưa gã về ra mắt. Mẹ cô đã kéo cô ra một góc rồi nói. Con ơi, yêu và kết hôn là chuyện cả đời. Mẹ không cấm cản gì con cả. Nhưng mẹ thấy thằng này nó cứ như thế nào ấy. Nói rồi, bà nhìn con gái của mình rồi thở dài não nuột. Lâm gặng hỏi. Anh ấy làm sao hả mẹ? Bà Dương nhìn con gái rồi nói. Tốt xấu gì cũng lộ hết ra mặt. Thằng này con ngươi nhỏ, ánh mắt hung dữ, thì đó là người có lòng dạ độc ác, sẽ ức hiếp bắt nạt vợ con đấy. Các cụ đã dạy rồi, mắt trắng môi thâm chả phải là cái thứ tốt đẹp gì đâu. Bố của con mất sớm, mẹ lại có mỗi một mình mày là con một. Mà người ta thường nói, đàn ông sợ nhất là làm nhầm nghề, phụ nữ sợ nhất là lấy nhầm đàn ông. Mẹ chỉ sợ đời mày sau này khổ thôi con à. Lâm gắt nhẹ. Mẹ kỳ lạ thật đấy. Sao lại nhìn mặt mà bắt hình dong như thế? Con quen anh cũng hơn 2 năm trời rồi. Tính khí của anh ấy như thế nào thì con rõ hơn cả. Dù anh có mồ côi cha mẹ từ tấm bé đi, lại không có được ăn học đàng hoàng, nhưng anh ấy chịu thương chịu khó. Nếu con gái của mẹ khổ sở, sợ nghèo thì đã chả quen mấy anh ở trên Hà Nội rồi còn gì. Bà Dương thở dài não nuột. Bà biết con gái của bà đã yêu hắn lắm, nên bà có khuyên can cỡ nào Lâm cũng nhất định không nghe. Cực chẳng đã, bà đành phải im lặng mà đồng ý cho hai đứa tiếp tục qua lại. Đám cưới của Lâm và gã diễn ra đơn sơ, chỉ có dăm mâm cỗ gọi là ra mắt, vì đã vốn là trẻ mồ côi, lại cũng chẳng có mấy bạn bè. Còn bố của Lâm cũng đã mất sớm từ khi cô còn tấm bé. Của nà cũng dành dụm được, bà Dương cũng cho hết hai đứa để có cái vốn mà làm ăn. Hai vợ chồng lấy nhau đẻ được 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, hóa là anh lớn.
năm nay là 6 tuổi. Trâm là đứa thứ hai, cũng là đứa con gái duy nhất, năm nay 14. Kha là đứa em út, năm nay cũng vừa tròn 12 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng cô cũng chẳng có gì khúc mắc. Nếu mâu thuẫn âm ỉ không xảy ra từ những cái lời đàm tiếu của đám bạn xấu hay qua lại với gã. Này, ông cứ suốt ngày quanh quẩn với cái xe với cả cô. Con vợ ông nó phây phây ra như thế kia, coi chừng thằng nào nó hốt mất đấy. Ơi, vợ đẹp là vợ người ta không ạ? À? Đấy, mân mở thế kia thì bảo sao chứ. Thôi, bỏ nghề sửa xe đi mà về giữ vợ, kẻo có mà hối không kịp đấy. Mấy lần đầu gã đều gạt phăng đi và bênh vực cho vợ, nhưng lâu dần những câu nói của đám bạn xấu cứ xoáy sâu vào tâm can của gã. Thành thử không biết từ bao giờ gã có cái tính ghen hơi, tức là bất cứ lúc nào gã cũng ghen bóng ghen gió. Cả những khi Lâm mặc áo dài có trang điểm một chút thì để cho chuẩn bị đi khai giảng năm học mới, gã cũng ghen. Con trai chị bạn đồng nghiệp dạy chung trường có đám hỏi Lâm trang điểm, gã cũng ghen. Gã nói, mày có chồng con rồi, còn thích phấn son để mà dụ trai có phải không vậy? Lâm đã nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo chồng mình, nhưng càng vậy thì gã lại càng có cớ để ghen. Có lần Lâm được cử đi công tác ở ngoại tỉnh 3 ngày 2 đêm tận Đà Nẵng. Gã nhất định không cho đi, làm cho Lâm buộc phải hủy hết chuyến công tác đó. Không những thế, có những lần mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, gã còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với Lâm, làm cho nàng nhiều hôm phải xin nghỉ dạy, lấy lý do là bị ốm. Càng chìm đắm vào ghen tuông, gã còn mắc thêm cái tính nghiện rượu và bỏ bê luôn cái tiệm sửa xe. Vốn là cái nghề kiếm tiền chính của mình, gã cứ ghen là lại say, say là lại đánh đập vợ con, nên nhắc thấy bóng lão là hai đứa con lại lủi đi mất dạng. Cũng vì chuyện đó mà tình cảm vợ chồng của Lâm xa cách. Nhiều lần cô đã định cắt đứt với gã, nhưng nghĩ đến mấy đứa con đang tuổi ăn học nên đã lại cắn răng mà chịu đựng. Rượu làm thân hình cường tráng của gã teo tóp, nhỏ bé, gầy gò, nhưng tối nào gã ta cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò, mặc cho Lâm quá sức mệt mỏi vì cả ngày đã phải đứng lớp và còn nhai ra dạy thêm. Có hôm, sau khi tắt đèn thấy cô nhắm mắt ngủ luôn, gã nghiến răng kẹt kẹt xỉa sói. Cái con này, mày đi với cả dai cả ngày rồi nên mệt, nhắm mắt là ngủ có phải không vậy chứ? Còn nếu vợ chưa ngủ thì gã lại đầy nghiến. Đích thị là mày lại nhớ đến dai nên chằn chọc không ngủ được rồi đây này. Gã rình mò vợ từng ly từng tí, tế nhị nhất là đi vệ sinh, gã ta cũng phải phi vào kiểm tra xem có dai đợi trong ấy hay không. Cơn điên tình của gã cả làng ai cũng biết. Mỗi lần lên cơn ghen thì lại có tí men vào. Người ta thường nghe lão kể xấu vợ mình. Nó hẹn hò nhau bằng cách ném mấy tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu đấy. Có hôm em kiểm tra ra cổng thì thấy thằng nào bẻ đi 5 cái nan ở cái phiên che nắng. Tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ ấy mà. À đấy, chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên mái ngói để làm thông tin mật cho nhau nữa. Hẹn hò ra ngoài tằng tịu đấy. Không dừng lại ở việc ghen tuông với hàng xóm, gã ta còn nghi ngờ vợ mình tằng tịu với người bác ruột của nàng. Nhân ngày Tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng gã được mời tới ăn cơm cùng. Ăn xong, Lâm bê mâm đi rửa, không ngờ gã đi theo sau nói, nợ miếng ăn rồi, lại phải trả bằng cái khác mà thôi. Nghe chồng nói như vậy, Lâm rơi cả mâm bát, được đà gã lại rủa, mày ngủ với dai nên có tật giật mình à? Tao mới nói như vậy thôi, mà mày đã sợ quá, rơi hết cả mâm bát kìa. Không chỉ trừ rủa, lão khu còn chút lên vợ những cái trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai con trai của Lâm mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ thì chỉ biết khóc lóc và van xin mà thôi. Lâm thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đêm nào chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến cái sự ghen tuông bệnh hoạn của bố. Trên đầu giường gã luôn dắt dao, hễ vợ có biểu hiện lạ là lão ta ra tay liền. Trở về với hiện tại, bà Lâm đang cùng hai đứa con ăn vội cái bữa cơm trưa ở dưới bếp, thì tiếng mở cổng lạch cạch đã vang lên.
Chưa thấy người đâu mà tiếng của lão đã lè nhè ra từ đầu cổng. Uầy, con mẹ tụi bay, không đỡ đỡ bố mày vào nhà hay sao chứ? Lão vẫn cứ thế, cứ say là lão lại chửi. Lão chửi cả vợ lẫn con mỗi lúc lão say. Hai đứa con thì đã quá quen với cảnh này nên lúi húi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị khoác cặp đi học, mặc kệ lão đang chân đâm đá chân chiêu vào nhà. Bà Lâm đóng vội cửa bếp rồi tiến lại gần đỡ lão lên trên thềm nhà. Giọng thì có phần phẫn uất lắm. Ông ơi là ông, sao cứ suốt ngày cứ say sưa như thế? Ông xem thân tàn ma dại chưa? Có khốn khổ cho cái thân tôi không cơ chứ? Lão Khu nôn đầy thềm nhà, mồm thì làm nhảm điều gì không ai rõ. Bất chợt, lão vùng dậy túm chặt tóc của bà Lâm mà gào lên. Con đĩ này, mày khinh thường chồng mày có đúng không? Có đúng không? Cứ mỗi tiếng gào lên, lão lại dập đầu của bà xuống dưới hiên nhà. Cái hiên nhà bằng bê tông phát ra những cái tiếng bộp bộp khô khốc. Bà Lâm kinh hãi giữ chặt tay của lão, mồm thì run rẩy nói. Tôi xin ông. Lão càng hăng máu tợn. Lão kéo vợ mình sành sạch xuống dưới bếp, rồi điên cuồng lục tung cái chạn bát, đặng tìm con dao thái dao to bản. Mồm lão rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Con khọm này, hôm nay bố mày phải giết cái thứ lăng loàn như mày. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin và tiếng của bát vỡ hòa vào với nhau trong cái căn bếp nhỏ ấy. Lão cười gằn lên, trên tay thì lăm lăm con dao thái dao to bản. Lão giật ngược tóc của bà Lâm rồi nghiến răng bổ một nhát xuống. Một tiếng phập khô khốc như dao cắm vào da thịt đã vọng lên. Bà Lâm hét lên một tiếng hãi hùng. Phía bên bụng lão phun ra một dòng máu đỏ tươi, tanh nồng còn rất ấm nóng. Lão á khẩu, mồm trào ra một bụng máu tươi. Lão đổ ập xuống, dãy giụa trong vũng máu rồi chết không kịp ngáp. Phía sau lão là thằng Kha, đứa con trai út mới tròn 13 tuổi. Nó đang đứng nhìn lão chừng chừng, hai tay run lên từng chậm. Chứng kiến cái cảnh mẹ nó bị lão Khu hành hạ, nó không thể chịu nổi, mặc cho hai anh chị kéo ra. Nó lao vào bếp, nó chộp ngay con dao trên bàn rồi nhào vào lão sọc một nhát chí mạng. Bà Lâm đã gào lên những tiếng đau đớn thảm thiết. Bà lao tới rồi lay lay chồng của mình, lúc này chỉ là một cái xác vô hồn với cặp mắt trợn trừng trắng dã. Máu từ bụng của lão chảy lênh láng ra nền bếp, ướt đẫm cả một khoảng. Bà Lâm nhào lại thằng Kha, tát cho nó một cái thật mạnh rồi gào lên. Nghịch tử, mày làm cái gì thế này? Hội giời ơi là giời, sao tôi khổ thế này chứ? Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Thằng Kha vẫn giơ hai tay run rẩy, nhìn lão rồi nhìn bà Lâm. Rồi nó cười hành hạch từng chàng man dại, miệng thì làm nhảm liên hồi. Giết, con giết lão rồi. Lão chết rồi, mẹ, con giết lão rồi. Bà Lâm gào lên bên xác của lão. Tiếng khóc, tiếng gào tạo thành cái mớ âm thanh hỗn độn, hòa cùng với tiếng cười điên dại của thằng Kha. Hóa và Trâm cũng lao nhanh vào nhà, rồi giật mình kinh hãi trước cái cảnh tượng. Mẹ nó đang đầu tóc rũ rượi, lay xác của bố nó. Bố nó thì vẫn cứ im lìm nằm ở trên đống máu đỏ lòm. Thằng em trai đang run rẩy từng cơn, vừa cười vừa nói. Hóa lao vào đẩy mẹ mình và thằng em ra. Tiếng đánh chửi, tiếng gào khóc thất thanh làm kinh động mấy người hàng xóm. Họ rủ nhau chạy sang nhà lão Khu thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Hóa vốn là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành. Vậy mà giờ đây nó đang lăm lăm con dao dính máu đến ngập cán, đứng ngay giữa sân, trên vạt áo trắng nhoe nhoét dấu máu còn đỏ tươi. Nó gào lên từng tràng đến lạc cả giọng. Tôi giết bố tôi rồi. Chính vì không hiểu pháp luật nên thằng Hóa đã nhận bản án 20 năm tù vì tội giết cha, vì nhận tội thay em. Làng xóm cũng thấy tội cho nó, vì ở đây ai ai cũng biết tiếng của lão Khu. Nhưng cái tiếng nghịch tử giết cha là một ám ảnh ghê gớm lắm.
nên làng xóm hầu như xa lánh luôn của nhà bà Lâm. Tuyệt đối không ai muốn dây dưa với gia đình như thế. Sau khi Hóa đi tù, bà Lâm cũng xin nghỉ luôn việc dạy học vì không còn tâm trạng nào. Một phần cũng vì bà không còn mặt mũi nào ngày ngày đứng lớp để giảng dạy cho đám học sinh cái gọi là tình cha con, tình yêu thương đùm bọc ngay chính gia đình bà còn đang xảy ra những cái chuyện kinh thiên động địa như thế. Bà hiệu trưởng và các thầy cô cũng cảm thông cho bà Lâm lắm, nhưng ý bà đã quyết, cực chẳng đã, họ phải đồng ý cho bà nghỉ việc theo yêu cầu. Sau khi bỏ nghề giáo viên, bà Lâm lầm lũi dắt hai đứa con còn tuổi ăn học về nhà bà Dương ở Hàn. Bà xin cho hai đứa con học ngay gần nhà, còn mình thì lấy nghề bán vé số dạo để làm kế sinh nhai. Rảnh ra thì bà xin đi rửa bát thuê cho mấy cái tiệm cơm kiếm thêm thu nhập lo cho hai đứa. Có chút thời gian và gom góp được ít tiền dư ra là bà lại một mình khăn gói về tận Hải Phòng để thăm đứa con trai lớn đang thụ án vì tội giết cha. Nhiều đêm, bà Dương thương con của mình quá nên kéo ra ngoài nhà ôm lấy con mà khóc. Rồi hai mẹ con chỉ biết ôm nhau rồi than thân trách phận. 20 năm sau, sau khi bà Dương mất đi thì để lại căn nhà cho con gái của mình thừa hưởng. Kha lúc này cũng đã lập gia đình và có một đứa con trai nhỏ tầm 6-7 tuổi, bụ bẫm và quấn bà Lâm lắm. Vợ Kha là một cô gái ở làng bên, làm nghề bán thịt lợn ở ngay khu chợ chiều đầu làng và có tiếng là chua ngoa. Bà Lâm vẫn đi bán vé số dạo và tích cóp để thăm nuôi Hóa đã gần mãn hạn tù. Trâm thì đã lấy chồng và chuyển sang Canada làm nghề neo từ mấy năm về trước. Nghiệp chướng thực sự đã xảy đến với bà Lâm không phải là chuyện đứa con trai của bà đâm chết bố nó, mà bắt nguồn từ chính đứa con dâu ác độc và tờ vé số oan nghiệt đó. Bà Lâm lúc này cũng ngoài 60 tuổi, mắt đã mờ tịt, lưng cũng còng dạp và chân tay cũng run rẩy theo tháng năm lặn lội thân cỏ nuôi con. Bà chỉ mong bà phần nào chuộc lại lỗi lầm trước vong linh của chồng bà, nhưng dường như số phận không cho bà một ngày nào được sống trong yên ổn. Người ta vẫn bảo trẻ cậy cha, già cậy con, nhưng số phận của bà lại không có được như thế. Sau khi đứa con lớn chịu thay tội giết cha rồi đi tù, đứa con thứ hai là con Trâm cũng lấy chồng rồi xuất ngoại nên không có tiền phụng dưỡng, thì cuộc sống của bà dựa vào đứa con trai út là thằng Kha. Nhưng chớ trêu thay, thằng Kha chỉ biết ăn bám vào vợ vì kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu. Vì thế trong nhà này, con dâu mới là người có tiếng nói quyết định. Bà Lâm đã già yếu nhưng vẫn dáng lên đôi chân mòn mỏi để mà đi bán vé số dạo, vì bà không có muốn nghe những cái tiếng chỉ trích của nó. Bà không chịu đi bán vé số, nằm ườn ra đấy rồi ai hầu cho nổi chứ. Có một lần, bà Lâm bán tờ vé số trúng giải nhất cho một người đàn ông. Người đó cũng tốt bụng nên đã tặng bà ít tiền. Chuyện tới tai của đứa con dâu, bà chưa vào tới nhà thì nó đã giật túi vé số mà móc sạch cả mấy triệu bạc người ta cho bà. Miệng thì còn lầm rầm đay nghiến: bà định giấu tôi rồi ăn một mình có phải không? Thế tôi hỏi bà là ở cái nhà này ai là người còng lưng hầu hạ phụng dưỡng cho mẹ con nhà bà chứ? Dễ chừng bà tưởng cơm gạo nó rơi từ trên trời xuống chắc. Đến một lần, bà Lâm đi bán vé số về sớm, đói bụng quá, bà mới dò dẫm từng bước khó nhọc xuống cái bếp lục tìm cơm nguội ăn. Tay chân luống cuống như thế nào lại làm cái nồi cơm đổ ập ra đất. Lúc này chỉ có mình đứa con dâu ở nhà, thằng Kha thì đã đi giao thịt cho người ta chưa về. Tiếng động làm cho con Hoa thức giấc, nó đi xuống bếp thấy bà Lâm đang dò dẫm tìm cái nồi. Chân của bà đạp đám cơm nguội be bét ra sàn. Con Hoa giận sôi máu, xốc nách của bà lên rồi giận mạnh xuống cái ghế gỗ rồi gào lên: bà làm cái gì như thế này chứ? Bộ nhà này dư thừa gạo cơm để cho bà phung phí như thế sao? Bà Lâm run run giọng nói: Mẹ đi bán vé số về, mẹ đói quá, đói quá nên mới xuống bếp để tìm miếng cơm nguội ăn
cho lót lòng. Mẹ không có ý phung phí đâu. Hoa được thể gào lên. Chứ không phải bà thấy tôi kiếm được tiền, tôi nuôi sống cái nhà này, nên bà đã mặc sức phung phí hay sao chứ? Bà Lâm lắp bắp. Không, không, không phải thế đâu. Mẹ đói quá nên mẹ chỉ dám ăn miếng cơm nguội. Thức ăn để trên bàn, mẹ nào có dám đụng vào đâu. Hoa sôi máu rồi gầm lên. Còn tơ tưởng thịt với cá hay sao? Bà đói lắm, đói lắm có đúng không? Nói rồi, mụ bước thẳng vào trong bếp, với tay lên cái chạn bát bằng inox sáng bóng, rồi lấy ra một cái đĩa thủy tinh to bản. Đoạn mụ dùng hai tay vốc hết cái đám cơm nguội bị bà Lâm dẫm nát ở dưới đất, rồi cho vào đĩa, rồi dậm mạnh lên trên bàn rồi nói. Bà đói lắm có đúng không? Đây, cơm đây, bà hốc đi cho đã đi. Bà Lâm chảy nước mắt, tay run run bốc miếng cơm nguội cho vào miệng. Mụ Hoa điên máu dậm chân xuống dưới đất mấy lần rồi gào lên. Trời ơi là trời, bà ăn như thế thì bao giờ mới xong chứ? Nói rồi mụ tiến lại, một tay bóp mồm của bà Lâm, một tay vốc từng nắm cơm còn lẫn nguyên đất cát mà nhồi vào mồm của bà mấy nắm liền, miệng không ngừng rủa những cái tiếng độc địa. Này, ăn đi này, này, ăn nữa đi, ăn cho cố vào, ăn nhanh lên nào. Bà Lâm trợn mắt, nghẹn ứ ở cổ họng, mà mụ con dâu vẫn cứ vốc cơm tọng vào họng của bà liên hồi. Bà trợn mắt rồi tái mặt phun nắm cơm nguội. Mấy hạt cơm còn nguyên nước bọt dính bết lên trên mặt, lên tóc của mụ con dâu. Mụ ta gào lên ầm ĩ, rồi giang tay vả cho bà Lâm một cái trời giáng, làm cho bà ngã chúi xuống dưới nền đất. Lúc này Kha cũng vừa về tới, gã dựng chiếc xe Honda rồi lao nhanh vào bếp, miệng thì liên hồi. Sao vậy em? Có chuyện gì thế? Mụ Hoa thì dãy này. Đấy ông xem đi. Bà ta đi bán vé số rồi kêu đói. Tôi lấy cơm cho bà ta ăn, thì bà ta gạt đổ hết, còn phun đầy cơm lên mặt tôi nữa đây này. Kha nhìn thấy mấy hột cơm còn dính đầy trên mặt và tóc của vợ mình thì điên tiết xốc bà Lâm ngồi lên chiếc ghế và gầm lên. Giời đất, mẹ làm cái gì thế hả? Sao mẹ cứ làm khổ tụi con vậy hoài chứ? Nói không phải bất hiếu, chứ sao mẹ không chết luôn đi cho rồi chứ? Sống làm chi không biết nữa. Mẹ làm phiền con, làm phiền cháu hoài à? Con chán mẹ quá rồi đấy. Bà Lâm ho sặc sụa mấy tiếng, rồi lắp bắp bảo. Thôi, để mẹ đi bán vé số tiếp nha. Nói rồi, bà lê cái lưng còng dạp, với lấy cái nón mê rách tả tơi và cái gậy dựng bên bếp cửa rồi dò dẫm bước ra cổng. Bên tai vẫn cái lanh lảnh tiếng của mụ con dâu. Mẹ chết nhá, còn lâu mẹ mới chết. Mẹ phải sống để cho con cháu nó phụng dưỡng mẹ. Mẹ còn phải sống để khi bác Hóa bác ấy ra tù, mẹ còn chia cho bác ấy cái căn nhà này chứ. Còn vợ chồng nhà này thì dắt nhau, dắt đề mà ở, mẹ nhỉ? Bà Lâm lầm lũi bước đi, vội giấu dòng nước mắt khó khăn lắm mới chảy dài từ hai hốc mắt sâu thẳm đã mở đi theo năm tháng mưu sinh. Đêm ngày hôm ấy, tại phòng ngủ của vợ chồng Kha, tiếng của mụ Hoa cất lên lanh lảnh. Đấy, giờ ông tính sao đi? Thôi, để tôi giải quyết luôn, đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này, tôi chịu hết nổi rồi. Kha gắt nhẹ. Em nói cái gì lạ vậy? Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của anh. Đuổi rồi bà đi đâu? Ở đâu? Sao anh bỏ mẹ anh được chứ? Hoa rít lên. Sao không bỏ được? Bây giờ ông chọn đi. Một là tôi, hai là bà ta. Có tôi thì không có bà ta. Chỉ như vậy thôi. Nếu mà muốn thừa hưởng cái gia sản của bố mẹ tôi để lại cho tôi, vì tôi là con gái một, thì tống cổ bà ta ra đi. Còn không thì ly dị. Kha chống chế. Nhưng mà đuổi bà ta đi đâu? Rồi lỡ bà ta chết thì sao? Như vậy thì ác lắm. Có cách nào khác không em? Hoa nhếch mép đáp. Chết? Dễ chết thế thì bà ta đã chết lâu rồi. Bà ta còn sống lâu lắm, sống dài nữa cơ. Còn chờ thằng con quý tử ra tù rồi nhường cái căn nhà này lại cho nó. Ông mà không nghe tôi á thì chỉ có một gian đường mà ở. Hai vợ chồng đang bàn bạc thì phía bàn ăn đã phát ra cái tiếng lục cục, rồi tiếng mâm rơi xuống nền gạch phát ra chói tai ở phía bàn ăn. Kha và vợ lao nhanh ra phía phát ra tiếng động, bật sáng ngọn đèn trên vách thì thấy bà Lâm đang dò dẫm ở dưới nền nhà, xung quanh bát canh rau đổ ra lai láng. Mấy miếng thịt thì văng khắp nơi ở trên sàn nhà.
Mụ Hoa thấy vậy thì gào lên: "Giời ơi là giời, đêm hôm khuya khoắt bà lại làm cái gì thế này?" Bà Lâm rúm gió đáp: "Mẹ đói quá, từ sáng tới giờ chưa có ăn miếng gì. Mẹ đi tìm xem có còn gì ăn không. Mẹ định ăn thôi ấy mà." Kha gầm lên: "Trời ơi là trời, sao bà làm vỡ bát hoài vậy chứ?" Bà Lâm nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi con, mẹ lỡ tay ấy mà." Mụ Hoa đứng chống nạnh rồi rít lên: "Đấy, tôi đã bảo ông rồi, tống cổ bà ấy ra khỏi nhà, càng nhanh càng tốt, mà ông cứ lưỡng lự hoài như vậy. Ông làm sao thì làm, tôi đến bây giờ thì hết chịu hết nổi rồi đấy." Nói rồi, mụ bỏ vào bên trong phòng. Kha nhìn bà Lâm đang im lìm đứng đó, bèn nghiến răng xa xả quát: "Bà già rồi, bà ở yên một chỗ giùm tôi không chịu hay sao chứ? Cứ lần mò hết chỗ này, rồi đến chỗ nọ, rồi vỡ hết cả đồ đạc. Bà xin lỗi, xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Bà có điếc hay không? Tôi nói bà nghe, còn một lần nữa thì tôi tống cổ bà ra khỏi nhà này đấy, nghe rõ chưa?" Bà Lâm run rẩy đáp: Mẹ không dám nữa đâu. Mẹ, thôi thôi để mẹ dọn dẹp vậy." Kha gầm lên: Thôi, bà ra ngay phòng của bà ở trái nhà mà ngủ đi." Bà Lâm van nài: "Thôi, để cho mẹ dọn đã." Kha thét lên: Biến về phòng đi." Nếu như con dâu đối xử với bà cay nghiệt bao nhiêu, thì bù lại, ông trời vẫn thương xót thân phận của bà, nên đã bù cho bà Lâm một đứa cháu nội vô cùng hiếu thuận. Nhiều lúc bố mẹ của nó không có nhà, nó thường lén giấu bố mẹ lấy cơm nước cho bà Tâm ăn. Nó thương bà Tâm nhưng sợ mẹ nó lắm, nên chỉ dám lén lút giấu đi miếng thịt, con cá, họa hoàn lắm là cái đùi gà mà cho bà ăn. Bi kịch xảy ra với bà Lâm từ cái tờ vé số oan nghiệt đó. Số là hôm đó bà đi bán vé số dạo ở cái ga xe đỏ chạy tuyến Bắc Nam. Người ta thấy bà già cả thương tình mua cho bà 4 tờ, lại tặng lại bà Lâm một tờ lấy hên. Nào ngờ tối ngày hôm đó, tờ vé số trúng giải độc đắc. Bà Lâm run run dò từng con số, rồi cẩn thận đặt nó vào trong cái túi vải. Bà còn cẩn thận lồng vào đó mấy bịch ni lông, và lồng bên ngoài là một chiếc túi khác và gài kim băng cho thật chặt. Bà Lâm sung sướng trở về nhà, rồi kể cho đứa cháu nghe: "Tí ơi, hôm nay bà trúng số, là tờ số độc đắc đi nhá. Nhưng chờ bác Hóa về, bà lấy tiền rồi mua quả bánh, mua quần áo cho Tí nhá." Thằng Tí gục đầu vào lòng của bà Lâm rồi thủ thỉ: "Con không có cần quả bánh, con chỉ cần bà nội ở với con thôi." Bà Lâm cười móm mém: "Tí ngoan của bà, ngoan lắm." Rủi cho bà Lâm, mụ Hoa tan buổi chợ đã trở về lúc nào và đã lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu. Tiếng của bà Lâm ghim chặt vào tâm thức của mụ: "Là tờ số độc đắc, là tờ số độc đắc." Trong đầu của mụ hiện lên một ý nghĩ độc ác là phải trộm được tờ vé số đó, dù không biết nó trúng là bao nhiêu. Mụ quan niệm mọi thứ trong cái nhà này phải là của mụ hết. Lòng tham làm cho mụ mở mắt, mụ đã định nhân lúc bà Lâm đi tắm sẽ lục tung cái bọc đựng vé số, nhưng bà Lâm lúc nào cũng mang nó khư khư bên mình nên mụ chưa thể ra tay. Chiều ngày hôm ấy, mụ trở về nhà sớm lắm, lại tự tay chuẩn bị nhiều đồ ăn. Kha lúc này cũng vừa trở về nhà, gã thấy lạ nên đã hỏi vợ: "Sao hôm nay vợ tôi nấu nhiều đồ ăn thế? Nhà có khách à?" Mụ Hoa gắt: "Khách khách gì mà khách, bà già trúng tờ vé số, tí nữa liệu liệu mà xin xỏ đi, không là hết phần đấy." Kha nhanh nhậu đáp: "Ôi giời ơi, bà ta có trúng thì cũng phải xì ra thôi, hơi đâu mà giữ bên mình làm gì, mấy lần đều bị lột sạch rồi. Tôi nói có đúng không nào?" Mụ Hoa gầm lên: "Ông ngu lắm, mấy lần trước khác, lần này khác, lần này là bà ta trúng độc đắc đấy." Kha giật mình á khẩu, tay đánh rơi luôn miếng thịt gà đang cầm trên tay, rồi lắp bắp: Cái gì? Bà nói cái gì? Mẹ tôi trúng độc đắc à?" Mụ Hoa gắt lên: "Chứ còn gì nữa? Tôi còn nghe bà ta nói, bà ta để đó cho lão Hóa lấy vốn làm ăn. Mà ông tính xem, 10 ngày nữa
là lão ta đã mãn hạn tù rồi. Lúc đó à, cái nhà này có được sơ muối cái miếng nào hay không? Kha trầm ngâm không có nói năng gì. Cũng như mụ vợ của mình, Kha đã nổi lòng tham vô đáy và nhanh chóng qua ra cửa nổ máy chiếc Honda ngược ra bến đỏ. Nơi ngày nào bà Lâm cũng lê la bán vé số từ sáng sớm cho tới tận tối mịt mới về. Thoáng thấy bóng của bà Lâm đang còn còng dạp sấp vé số, dò dẫm ở trong bến xe đò về trưa đã dần thưa thớt người. Kha dựng chiếc xe Honda rồi lao nhanh về phía của mẹ mình. Vừa đi vừa hét lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Lâm nghe tiếng gọi thì liền chậm chạp kéo vành nón mê xuống. Đôi mắt thì mờ tịt hướng lên nhìn gã. Kha thì gấp gáp. Trời ơi là trời! Chưa nắng nôi như thế này, sao mẹ lại còn bán chứ? Vợ chồng con đợi mãi, không có thấy mẹ về, nên vợ con lo lắng quá. Lại giờ bữa đang nấu ăn, nên đã bảo con ra đón mẹ về đấy. Nào thôi mẹ, đi, đi về nhà ăn cơm đi. Bà Lâm lắp bắp. Ăn cơm à? Kha thì khẩn khoản. Vâng, đi nhanh nhanh lên mẹ. Rồi gã gấp gáp, tấp kéo tay của bà, rồi nổ chiếc xe máy Honda phóng vội về. Trên bàn ăn đã bày sẵn ra mấy món bốc mùi thơm ngào ngạt. Hoa đon đả dắt tay bà lên thềm, rồi để bà ngồi vào chiếc ghế gỗ to bản, rồi quay ra quát. Cái ông này, còn không mau lấy nước cho mẹ rửa chân tay đi, đứng đực ra đấy làm gì chứ? Kha thì lắp bắp. Nước, đúng rồi, để con đi lấy nước để cho mẹ rửa chân tay nhé. Chậu nước mát đầy ấm áp gã bưng vội lên đặt ở dưới chân của bà Lâm. Hai vợ chồng nhấc cái chân gầy guộc chỉ trơ ra ra mà đặt chậu nước vào rồi kỳ cọ. Gã lên tiếng trách vợ mình. Đấy, em xem, cứ mải mê làm ăn buôn bán để mẹ gầy ốm như thế này đây. Liệu liệu mà phụng dưỡng mẹ cho tốt đấy. Mụ Hoa cười xòa. Ông dạy tôi xin nghe. Tôi lăn lộn cũng vì mẹ, vì cái nhà này hết đấy mà. Mẹ hiểu mà, có đúng không hả mẹ? Bà Lâm lắp bắp. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu. Nghĩ đoạn, bà Lâm thật thà đáp. Mẹ có chuyện muốn nói với hai con. Kha thì hấp tấp. Vâng, mẹ nói đi, nói luôn đi mẹ. Bà Lâm ngừng mất mấy giây rồi vui mừng đáp. Mẹ được người ta cho tờ vé số rồi chúng độc đắc hai con ạ. Hai vợ chồng Kha quay ra liếc nhau nhìn. Bà Lâm tiếp tục nói. Tờ vé số đó mẹ vẫn mang theo bên mình. Mẹ muốn bàn với các con như thế này. Chưa để bà Lâm nói hết câu, Kha đã gấp gáp. Vâng, mẹ tính phải lắm. Mẹ cứ để tụi con giữ, sau này mẹ mất đi, vợ chồng con lấy đó để mà lo hậu sự cho mẹ. Hoa gật đầu lắp bắp. Đúng đấy mẹ, lo hậu sự cho mẹ. Bà Lâm nhau đôi mắt đã mở, nén tiếng thở dài rồi nói. Mẹ tính rồi. 10 bữa nữa thôi, thằng Hóa nó mãn hạn tù. Mẹ định cho nó lấy vốn để mà làm ăn. Các con nghĩ ra sao chứ? Hoa và Kha há hốc mồm, rồi nhìn nhau lắp bắp. Cho bác Hóa. Bà Lâm gật đầu không nói. Mụ Hoa cầm cái chân chỉ còn trơ ra cái ống xương mà đập mạnh xuống dưới sàn rồi gầm lên. Đấy, ông thấy chưa? Bà ta định dành hết cho cái thằng nghịch tử giết cha. Ông xem, bà ta có coi vợ chồng mình ra cái gì hay không? Của ngon của ngọt có tới phần ông không cơ chứ? Kha nghe thế vậy thì cũng gào lên, đạp tung cái chậu nước làm đổ tung tóe ra sàn nhà. Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà nói lại tôi nghe xem nào. Bà Lâm kinh hãi run rẩy. Kha gầm lên. Bao nhiêu năm qua bà ăn ở với ai? Bà sống với ai? Tôi có còn là con của bà không cơ chứ? Mụ Hoa rít lên kẽ rằng. Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ bà, cơm bưng nước rót tận họng. Thế rồi khi bà có tiền, bà lại để cho cái thằng con trưởng. Ông thấy chưa? Rồi căn nhà này cũng hai tay dâng cho nó hết đấy. Bà Lâm van vỉ. Tội cho nó lắm con ơi. Nói của đáng tội. Nó đi tù cũng vì... Kha gầm lên. Cái gì? Ý bà nói là vì tôi có đúng không nào? Gã điên cuồng nhào lên đè bà Lâm xuống dưới đất. Thân hình hộ pháp với hai cánh tay gân guốc nhè cổ họng gầy guộc của bà
mà đè nghiến xuống bóp chặt lại. Miệng của gã gào lên từng cái tràng man dài. Vì ai? Vì ai? Bà nói mau đi, vì ai nào? Chết đi con mụ giả chó đẻ này. Bà Lâm trợn trừng mắt, hơi thở thì đứt quãng nơi cổ họng. Hai cái chân gầy guộc giãy giụa lên mấy cái, gương mặt khô đét như đói ăn lâu ngày đã tím tái lại. Những cái ngón tay xương sầu bị thân hình của gã chèn lên đang cào điên cuồng lên trên nền nhà, làm cái nền bê tông chóc ra mấy đường. Bà Lâm ngáp ngáp vài cái, nước bọt nhễu ra hai bên mép. Hai mắt của bà trắng dã, đã lạc thần, chết tươi ngay tại chỗ. Xung quanh mấy miếng thịt gà văng tung tóe, bà Lâm chết với cái bụng lép kẹp đã hai ngày nay. Gã đứng bật dậy, hai tay giơ lên run run cười từng tràng man dại, rồi mồm lẩm bẩm liên hồi. Tao giết bà ta rồi. Tao giết rồi. Mụ Hoa cũng đứng há hốc mồm, chết chân ngay tại chỗ. Mụ run rẩy không tin vào mắt của mình. Chứng kiến cái cảnh tượng lão chồng nhu nhược tự tay giết chết mẹ lão làm cho mụ á khẩu, mụ lắp bắp. Giết người rồi. Sau giây phút kinh hồn táng đợp đó, hai vợ chồng gã ngồi sụp xuống thở dốc. Bất chợt ngoài cổng vọng ra tiếng gọi của bà Phương hàng xóm. Cụ Lâm ơi, cụ Lâm, cụ có nhà không ạ? Cụ Lâm. Tiếng gọi của bà Phương đã làm cho hai vợ chồng gã kinh hãi quay nhìn nhau. Bên cạnh là xác của bà Hoa gầy guộc, đang há hốc mồm trợn trừng hai mắt. Mụ Hoa luống cuống lên lắp bắp. Chết rồi, con mụ Phương nhỉ? Nó sàng đấy, sao lại sàng đúng lúc này cơ chứ? Làm sao bây giờ hả ông? Gã gắt lên. Còn làm sao nữa? Con mụ này nổi tiếng là lắm chuyện. Nhanh, giấu cái xác đi, chứ còn ngồi đực ra đấy làm gì? Hai vợ chồng cuống cuồng tìm chỗ giấu, không thể mang cái xác ra bên ngoài. Lại thấy bên trong nhà ăn chỉ có cái tủ gỗ đứng cao tầm hơn 2 mét thì hò nhau bê bà Lâm. Lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn rồi đặt vào trong tủ. Cái xác gầy yếu với cái lưng còng nhét thế nào cũng không có lọt hết. Nên mụ bàn với chồng lấy đoạn dây thừng có sẵn ở trong nhà ăn rồi buộc hai tay cái xác lại rồi treo luôn ở trong tủ. Lại cẩn thận treo mấy cái áo dài bên cạnh cái xác bà rồi đóng chặt tủ lại. Mụ nhanh chóng tiến ra ngoài sân rồi cất cái giọng đon đả. Ôi, chị Phương, chị qua chơi đấy à? Bà Phương nhẹ trách. Làm gì mà gọi mãi mới ra thế? Rồi tiến vào nhà, trên tay là cái bát bún chạch. Bà Phương đặt cái rổ nhựa đựng bát bún lên cái bàn ăn rồi nói. Thằng con tôi, nó ra đồng đánh được mẹ chạch. Tôi nấu bát bún còn nóng mang sang đây biếu cụ Lâm, mời cụ sơi cho ấm bụng. Rồi cụ đi bán vé số chưa vậy? Tôi mới nghe thấy tiếng của cụ lúc nãy mà. Mụ Hoa thì tái mét mặt đáp. Mẹ mới về, ăn vội miếng cơm rồi lại tất tả đi ngay rồi. Khổ thế đấy bác ạ. Em với chồng đã khuyên bảo hết nhời, là tuổi của mẹ là không đi bán vé số nữa. Chúng em cũng có thời gian để mà phụng dưỡng mẹ nhiều hơn. Đấy mà ấy thế mẹ em có nghe đâu. Mẹ em lại nói là già rồi, ngồi một chỗ nó buồn tay chân, buồn chân lắm ấy. Nói đoạn mụ thở dài ra mà rằng. Em thì em chỉ sợ hàng xóm thấy mẹ em đi bán thì lại bảo vợ chồng em là không có hiếu thuận với mẹ già tội nghiệp. Như thế có phải là tội của đáng trách không cơ chứ? Bà Phương nghe xong thì cười nói. Mình sống thế nào thì rời có mắt hết, đèn rời soi xét cả đấy cô ạ. Câu nói của bà Phương làm cho Bộ Hoa bất giác giật mình, đánh rơi cả cái chén nước chè trong tay. Mụ luống cuống cúi xuống giả bộ nhặt cốc nước chè để che đi cái vẻ mặt hốt hoảng đó. Bà Phương nhấp ly nước chè rồi giật mình nói. Chết, sao cơm nước văng vãi tung tóe như thế kia chứ? Mụ Hoa thì chống chế. Lão chồng em đi nhậu say về mà làm đổ mâm cơm đấy. Nãy nghe bác gọi đang dở dang nên em mới ra trễ đấy mà. Bà Phương phủi đít đứng lên rồi nói. Vâng, thế thôi tôi về cô nhá. Bao giờ cụ Lâm về, cô hâm nóng cho cụ dùm tôi nhá. Thôi,
chào cô tôi về đây. Hoa xoa tay rồi đáp. Vâng, thế bác về nhá, bác lại nhà. Bà Phương đi rồi, Hoa nhanh tay khóa luôn cổng lại. Mụ tái mét mặt trở vào nhà thì Kha đã đứng sẵn ở đó gấp gáp hỏi. Sao? Sao rồi? Mụ ta có biết gì hay không? Hoa đáp. Chắc không đâu. Nhưng mà con mụ này có tiếng là hay soi mói tọc mạch. Mụ vừa về là tôi đã khóa cổng luôn rồi. Giờ thì làm thế nào đây? Kha đi qua rồi lại rít lên. Còn làm thế nào nữa? Chôn! Đem bà ta đi chôn! Chứ còn như thế nào nữa? Mụ gật đầu nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn bảo. Bây giờ mới giữa trưa, đợi sầm tối rồi chôn ông ạ. Gã gật đầu đồng ý nhưng lại giật mình bảo. Không, không được. Có mỗi cái triển đê thì chiều nào chúng nó cũng ra đi tắm. Bãi rác thì quá xa nhà mình. Mụ Hoa thốt lên. Thế còn cái sân bóng thì sao? Gã lớn tiếng. Mang ra đấy chôn để cả làng nó biết à? Sao mày ngu thế? Mụ há hốc mồm sững sờ. Sống với chồng 10 năm nay, lần đầu tiên gã mới dám lớn tiếng với mụ như vậy. Nhưng nghĩ đến cái cảnh gã đã tự tay bóp chết mẹ đẻ nên mụ cũng dùng mình im lặng. Tuyệt không dám cãi. Đang miên man suy nghĩ thì gã reo lên. Có rồi. Chôn ngay sau nhà mình, như vậy là an toàn nhất. Ma không biết, quỷ không hay, lại không bị ai phát hiện. Mụ gật đầu. Ông tính đúng lắm đấy. Vậy để tôi ra ngoài chợ đóng sạp hàng lại, sầm tối mình chôn luôn cả thể đi. Đêm ngày hôm ấy, trời mưa rả rích lê thê, kéo theo những cơn gió thổi vù vù ngày càng mạnh. Tiết trời oi bức tháng năm, gặp cơn giông tố nên mới 7 giờ tối mà trời đã đen như hũ nút. Lẫn trong cái tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái, ếch ương chỗ bờ ao từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương đến tột cùng. Hai vợ chồng cho thằng Tí về nhà ngoại, rồi nhanh chóng chuẩn bị hai cái xẻng nhắm hướng cái ao ngay phía sau nhà, rồi lầm lũi bước tới. Kha thì luôn miệng giục, nhanh, nhanh lên đi nào. Sực nhớ ra điều gì, gã quay lại hỏi vợ. Này, mày đã khóa kỹ cổng chưa thế? Mụ Hoa cũng đang nhanh chóng theo sát lão ra chỗ khoảng đất cạnh cái ao, cách căn nhà chỉ độ 15 mét, tay lăm lăm cái xẻng cán dài rồi đáp. Rồi, tôi kiểm tra mấy lần rồi. Kha gật đầu rồi nhanh chóng tiến lại mô đất cạnh cái ao mà gã đã ngắm sẵn từ chiều. Cắm cái xẻng xuống chân, đội lại cái nón mê đang sọc sạch, rồi giục mụ Hoa bắt tay vào ngay cái công việc. Hai cái xẻng thi nhau đào xới, hất đất sang hai bên. Hai vợ chồng gã cắm đầu làm, không ai nói với ai lời nào. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Khoảng đất cạnh mé ao, nước mưa đã phút chốc nhão thành bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng hai vợ chồng tuyệt nhiên không có dám dừng lại. Hai vợ chồng gã đào xới gấp gáp như thế là phải, bởi biết giờ này trời đang tối như hũ nút, lại ầm ầm giông tố. Hai bên nhà lại san sát mấy ngôi nhà hàng xóm mới, cũ, đủ kiểu, đủ cỡ, đang im lìm dưới trời mưa. Nhưng biết đâu, chẳng có ai đó vô tình chạy ra khép cửa, hoặc ai đó ngồi hóng hơi mát. Vì giữa cái tiết trời oi bức này, đột nhiên có cơn mưa thì quý lắm. Rồi chẳng may họ thấy vợ chồng gã đang lúi húi đào xới giờ này, thì chắc là rối rắm lắm. Hai vợ chồng hì hục đào một lúc thì hình thành một huyệt mộ rộng cỡ 1 mét, sâu 1,5 mét và dài cũng 1,5 mét đủ cho thân hình nhỏ bé của bà Lâm nằm. Bỗng nhiên lẫn trong cái tiếng mưa rơi, có tiếng lạch cạch của cái cổng sắt đã khóa bằng chiếc khóa đồng to bản từ ngoài cổng nhà dội vào. Cả hai vợ chồng mở to mắt nhìn nhau rất nhanh rồi cùng hướng nhanh về phía cổng. Tiếng lạch cạch mỗi lúc một lớn hơn. Mụ Hoa cuống quýt làm hiệu bảo chồng mình leo nhanh ra khỏi miệng hố, khom người chạy lại núp sau cái bức tường cách đó chỉ 10-15 mét. Cả hai cúi người nín thở chờ đợi. Thấp thoáng trong cái làn mưa âm thầm, chỉ thấy có một thân ảnh đầu đội nón mê, dáng người thì gầy gò, mặc quần áo dài, đang luồn tay mở cổng. Căn nhà của Bụ Hoa đã cẩn thận tắt hết đèn đóm, đang nằm im lìm phơi mình ở dưới gió mưa. Mụ Hoa thì thào.
quái lạ. Ai còn đến giờ này nữa hả? Nhìn dáng vẻ kia thì quen mắt lắm ông ạ. Cái kìa. Quả thật, kẻ đó đội chiếc nón mê sùm sụp, tóc xõa ra dính bết nước mưa, che kín cả khuôn mặt, làm cho mụ nhất thời không thể nhận ra được đó là ai. Dù tâm thức mách bảo mụ người đó thân thuộc lắm, Kha vẫn cứ lom lom mắt nhìn ra ngoài cổng rồi bảo: nhà ta khóa cổng như thế này, lại tắt hết đèn đóm, nó gọi cổng một lúc mà không thấy thì nó sẽ phải về mà thôi. Quả nhiên mấy phút sau, người đó thôi không có lay cổng, rồi lầm lũi quay lưng đi ra ngoài con lộ. Cái bóng từ từ xa dần và mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bấy giờ Kha mới đứng thẳng dậy, mặt nghênh nghênh tự đắc, nhanh chóng giục vợ vào nhà cùng gã khênh cái xác của bà Lâm. Cái xác của bà đã bị trói treo lủng lẳng trong tủ quần áo mà đêm đi chôn cho kịp giờ. Hai vợ chồng dò dẫm trong nhà, trên tay là ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt xuống. Kha không cho mụ bật điện vì sợ ánh sáng sẽ làm cho hàng xóm thấy hết việc vợ chồng gã đang làm ở bên trong. Thành thử hai vợ chồng cứ mò mẫm mãi mới vào được đến nhà, chỗ nơi có cái tủ đang chứa xác của bà Lâm. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt, làm cho cái không khí tối tăm thêm cái phần ảm đạm. Kha cầm ngọn đèn cầy soi vào cái xác của bà Lâm, rồi gã chợt kêu thét lên và ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút ánh sáng đèn cầy vừa chiếu vào cái xác đang bị trói chặt hai tay đó, gã thấy bà Lâm đang trợn trừng hai mắt nhìn thẳng vào gã. Mụ Hoa hốt hoảng thì la toáng lên: "Úi dồi ôi, cái gì thế?" Gã run cầm cập rồi nói: Cái xác nó mở mắt." Mụ Hoa kinh hãi tái mặt. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn cầy đang đổ dưới nền nhà chiếu lên, cánh cửa tủ đang đong đưa nhẹ nhẹ, từng cái tiếng cót két, cọt kẹt đều đặn đáp phát ra giữa cái không gian đen đặc, và tiếng gió vù vù rít lên qua cửa sổ vọng vào, càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái. Sau cái giây phút kinh hồn táng đảm đó, mụ Hoa lấy lại tinh thần rồi lại hối thúc: "Chắc ông quá gà thôi mà, nhìn lầm ấy mà. Mới trưa nay ông còn bóp chết bà ấy, cái xác cứng đơ nằm sóng xoài ra, rõ ràng là đã chết rồi. Làm gì có chuyện người chết mở mắt, ông cứ liên thiên." Gã toát hết cả mồ hôi hột, rồi gật đầu tin là mình vừa bị quáng gà. Gã nhặt cây đèn, rồi mạnh dạn mở toang cánh cửa. Quả nhiên xác của bà Lâm với hai tay đã bị cột chặt, đang treo ở trên giá đỡ quần áo vẫn cứ im lìm một cách vô hồn. Gã hối thúc: "Nhanh, nhanh lên, mang cái chiếu lại đây nào." Mụ Hoa hấp tấp với lấy cái chiếu đã chuẩn bị sẵn, rồi hai vợ chồng hì hục đỡ xác của bà Lâm quấn lại một cách cẩn thận. Cái xác mới chết lúc chiều, đến bây giờ mới mấy tiếng đồng hồ mà đã bốc mùi hôi thối đến lợm giọng, hệt như da thịt đã ngâm nước lâu ngày vậy. Hai vợ chồng gã hò nhau khiêng cái xác lên, thì lạ thay cái xác còm cõi, gầy trơ xương và khô đét của bà Lâm lại nặng như là một người trưởng thành. Khó khăn lắm, hai vợ chồng mới dò dẫm mà nhắm hướng huyệt mộ ở sau nhà mà đi. Chưa được ba bước chân thì bên ngoài cổng phát ra cái tiếng rầm rầm như có ai đó đang bám lấy hai cái cổng sắt mà giật mạnh. Hai vợ chồng kinh hãi á khẩu nhìn nhau, rồi cùng đưa mắt nhìn về phía cổng. Dưới làn mưa dày đặc, hai cánh cổng sắt vẫn cứ im lìm trong mưa gió, tuyệt chẳng thấy có bóng dáng ai cả. Gã quay lại bảo vợ, lúc này mụ đang run cầm cập như một người sốt rét lâu ngày đi giữa mùa đông mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng: Không có ai đâu, chắc là con mèo nào đó, nó không thấy đường nên đâm sầm vào nhà đó thôi. Thôi nhanh nhanh lên đi, không có ai thấy là chết cả lũ đấy." Huyệt mộ đào nông lại gặp cơn mưa lớn, nên xác của bà Lâm trong manh chiếu cói cứ dập dềnh không có chịu chìm. Cực chẳng đã, gã phải hò vợ đẩy một tảng gạch to đè lên cái xác, rồi thi nhau lấp đất lại, cái xác mới chịu nằm im. Gã dự tính ngày mai sẽ mua xi măng, gạch cát để về, lấy lý do tráng lại mảnh sân sau nhà, rồi bịt luôn cái mộ lại, tránh đêm dài lắm mộng. Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách của người chết hội lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mà thì họ không có tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường tìm về nhà.
Vì vậy cần phải làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế mà tìm đường được về nhà. Ấy thế mà không cần làm lễ tam chiêu, linh hồn của bà Lâm cũng đã tìm về với vợ chồng của gã đúng 3 ngày sau cái chết oan khuất đó. Đêm hôm đó, tầm 3 giờ sáng, hai vợ chồng gã đang say sưa trong giấc ngủ thì những cái tiếng doạt doạt vang lên như là tiếng móng tay ai đó đang cào lên nền bê tông. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ, sau đó lại vọng lên mỗi lúc một lớn, làm cho mụ Hoa nhíu mày tỉnh giấc. Mụ lầm bầm trong miệng rồi quay sang gọi gã. Kha đang cởi trần nằm ngay quay mặt vào tường. Tiếng gáy của gã vang lên đều đều, chứng tỏ gã đang ngủ say lắm. Tiếng doạt doạt zin zít cứ vang lên mỗi lúc một lớn, làm cho mụ bước hẳn xuống dưới giường, quấn lại cái mớ tóc đang rối bù, rồi lần mò xuống dưới nhà ăn nơi phát ra tiếng động. Cái bóng đèn đang máng trên vách thì bóng đèn bỗng chập choạng, thì bóng đèn nhập nhoạng lúc lên lúc không. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, mụ kinh hãi hét lên một tiếng dài thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, vì nơi góc phòng kê chiếc tủ quần áo, bà Lâm đã đứng đó từ lúc nào. Thân hình của bà Lâm lúc mờ lúc tỏ, mấy giọt nước đọng trên vạt áo rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian im lìm đó tạo thành cái tiếng lách tách không có ngớt. Bà Lâm đứng im lìm, mái tóc bạc dính bết đầy bùn đất nhầy nhụa, hai hốc mắt sâu hoắm với hai con ngươi lồi ra chỉ toàn lòng trắng nhìn mụ như thoát tục. Mụ hét toáng lên một tràng thảm thiết rồi chạy vội vào bên trong phòng để leo lên trên giường. Kỳ lạ là chồng của mụ vẫn còn ngủ ngon lành, dù cho tiếng thét của mụ làm cho mấy con chó hàng xóm đã chu lên từng chập ai oán. Đến lúc này thì mụ mới tin lời của bà Phương nói là đúng. Mình làm trời nhìn cô ạ. À, mụ tin rằng thế giới vô hình đang tìm đến mụ và chỉ cho mụ nhìn thấy mà thôi. Vì chồng của mụ lúc này vẫn đang nằm ngửa bụng, cổ họng thì vẫn phát ra những cái tiếng thở đều đều. Một lúc sau, không thấy có gì cả nên mụ bật sáng ngọn đèn đầu giường rồi cố vỗ về giấc ngủ. Hai mắt thì cũng đã cay xè, mụ lật úp người, úp mặt lên trên gối rồi lại trở lại nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Mụ đang chằn chọc nhớ lại vài thứ thì bỗng lúc cơn gió mạnh thổi ào tới, một làn hơi lạnh buốt, và ngọn đèn bên cạnh giường lúc này thì cũng đã tối. Mụ bất giác nghĩ, mùa này thì làm gì có gió rét như đêm nay chứ. Mụ dùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống dưới chân, mà dường như vẫn không có đủ ấm. Toàn thân của mụ run lên bần bật, cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình nào đó bật tung ra. Mụ Hoa té ngửa co ro trong góc. Một hồi lâu thì mụ mới ngóc đầu dậy. Toàn đưa tay khép lại thì mụ chợt kêu thét lên, vì dưới cái ánh trăng mờ mờ của vầng trăng, mụ thấy rõ có bóng người đang mặc áo nâu sòng, lưng thì còng rạp, đầu đội nón mê, đang đứng cạnh bờ ao, nhìn vào trong nhà chòng chọc. Một chàng cười the thé, lanh lảnh đã phát ra xé toạc cả không gian, rồi một tiếng ùm như có ai đó vừa nhảy xuống nước, làm cho mụ á khẩu, ngồi chôn chân ở trên giường. Một lúc lâu lắm thì mới hoàn hồn, giơ tay kéo sập cánh cửa kính to bản, rồi đưa tay lên ngực thở mạnh. Ngay lúc đó, tiếng doạt doạt mỗi lúc một cất lên to hơn. Một làn hơi lạnh mang theo cái mùi hôi thối tanh nồng sộc vào gáy của mụ, làm cho mụ run rẩy rồi bất giác quay đầu lại. Mụ á khẩu, có tiếng hét bóp nghẹt ở trong cổ họng. Vì ngay lúc này đây, bà Lâm đang đứng lù lù ở ngay đầu giường. Hai con người trắng dã lồi ra cỡ quả trứng gà, nhìn mụ chằm chằm. Nước ở trên vành nón đã chảy xuống thành dòng, từ cổ họng phát ra một cái thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Con ơi, mẹ lạnh quá. Con ơi. Mụ bất giác đứng dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, rồi từ từ bước xuống dưới giường, lầm lũi đi thẳng ra sau nhà. 3 giờ sáng, trời bất giác đổ cơn mưa ầm ầm. Lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng gió rít qua khe cửa. Cánh cửa kính bật tung ra, bị gió đập mạnh vào tường thành những cái tiếng cạch cạch đều đặn. Nước mưa cũng theo đó mà bắn vào bên trong, làm cho Kha chau mày,
giơ tay che vội mấy cái giọt nước mưa đang lạnh toát rồi hắt lên trên mặt. Gã lồm cồm bò dậy, giơ tay kéo cánh cửa sổ lại. Cánh cửa kính nặng nề, lại gặp gió to nên khó khăn lắm vẫn chưa đóng lại được. Thoảng trong tiếng mưa ầm ầm dội lên trên mái nhà, tiếng gió điên cuồng rít lên như giận dữ, vọng vào tai của gã là bài hát du năm nào của bà Tâm khi gã vẫn còn tấm bé. Hát còn thấy vài cái đông, ba con cục béo vặt lông con nào, vặt lông con cốc cho tao, tao nấu tao nướng, tao xào tao ăn. Đang lắng tai nghe xem tiếng du ở đâu vọng lại, thì ở phía góc ao thình lình xuất hiện một thân ảnh còng dạt đang đứng im lìm. Cái thân ảnh lúc tỏ lúc mờ, đang chằm chằm nhìn gã, rồi chậm chậm đi theo sát mép bờ ao tiến lại gần cửa sổ. Mà mấy giây sau, sau gã mới nhận ra chính là bà Lâm, mẹ của gã. Gã há hốc mồm nhìn cái dáng của bà Lâm đang từ từ tiến lại. Bà Lâm thì cứ im lìm trong mưa. Trong mưa gió sát bên ngoài cửa sổ, gã chỉ thấy có mấy bước chân, rồi ngước lên nhìn gã như thoát tục. Mặt của bà trắng nhợt nhạt, đôi mắt trừng trừng nhìn gã một cách đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho gã run lẩy bẩy sợ hãi. Gã khép lại cánh cửa rồi bước xuống giường ra khỏi nhà. Dưới cái mưa gió ầm ầm như tát vào mặt, 3 giờ sáng, gã thất thểu từng bước dưới cơn mưa, tay lăm lăm cái xẻng dài cỡ 2 cánh tay, bùn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Gã lầm lũi bước ra cái ao phía sau nhà, rồi dừng lại ở ngay khoảng đất ướt sũng đã trôi đi lớp xi măng mới tráng mà cắm phập chiếc xẻng xuống. Chẳng mấy chốc cũng đã hình thành một cái huyệt mộ. Hôm sau, Hóa mãn hạn tù. Theo địa chỉ của bà Lâm ghi sẵn ở trong những lần thăm nuôi đã để lại, Hóa tìm đến nhà bà ngoại thì đã nhận được tin dữ. Người dân trong làng thấy căn nhà đóng cửa im ỉm đã lâu, không có thấy ai ra vào, lại sộc ra một cái mùi hôi thối đến tởm lợn, thì hò nhau mà phá cổng xông vào. Xác của mụ Hoa chết quỳ gối ở gốc cây cạnh mé ao, mồm thì bị nhét đầy đất cát, hai tay của mụ bị trói quặt ra, treo ở trên một cái cành cổ thụ. Xác của thằng Kha với sợi dây thừng quấn chặt quanh cổ và cái xẻng đâm cho thủng bụng. Cái bộ ruột lòi ra đang phân hủy bốc mùi hôi thối đến tởm lợn, ruồi nhặng bu đầy. Từ miệng của nó, ròi bọ lúc nhúc làm biến dạng luôn cả khuôn mặt. Hai cái cánh tay bị thứ gì đó gặm cho nham nhở, rồi cụt đến tận nách. Lúc người ta hò nhau kéo cái thây người trương phành lên, lộ ra một lớp chiếu cói. Thi thể của bà Lâm đã được bọc trong đó, được người ta đưa lên. Xác 3 người được chôn cùng một chỗ ngoài nghĩa địa đầu làng. Thằng Tý đã được đưa về bên ông bà ngoại, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Hóa được giao lại cho căn nhà và những thứ mà mẹ mình. Trong cái hộp gỗ, bà Lâm đã cẩn thận bọc mấy lớp khăn nhung. Có một tờ vé số mà bà đã ghi rõ trong thư là dành cho Hóa lấy vốn để làm ăn. Hóa nhìn lên tờ lịch thì còn những mấy ngày nữa mới hết hạn lĩnh thưởng. Lục trong đống giấy tờ, Hóa phát hiện ra một tờ di chúc của bà Lâm. Cuối trang bà còn in đậm một dòng chữ: căn nhà cho con trai thứ Huỳnh Văn Kha cùng con dâu thứ Nguyễn Thị Hoa thụ hưởng. Cái cỏ, cái vạc, cái nông, ba con cùng béo, vặt lông con nào. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện tới.